Ok, đây, cái này là cái bản của May, là mình đang ở Asian Garden Flower Festival Run. Đó là salon này. And họ mở từ tháng 1 ngày 4 cho tới ngày 20 Tây nha, 10 giờ. Sắp mở rồi. Ở đây decoration. Còn cái này là đường Sài Gòn. Đường Sài Gòn, đây là khu Little Sài Gòn mà ha. Khu Little Sài Gòn của mình, ở bên kia có chợ Á Đông. Cầm máy. Bạn cầm máy chút xíu quay vòng vòng. Okay. Chân đi phía nào. Sure. So I'm gonna show you around. Excited. Yeah. So it's like some yellow flowers here, I guess. What? No, just showing them the like main stuff. Oh, look at that. That one? We have này để trong cái một cái mì, đừng có đụng vô con ơi, của người ta con không có đụng vô mì. Xuống một đồng một con á, đừng có đụng vô chú la nha. À, cái bông này đẹp quá luôn mẹ, 70 đồng. Wow. Ủa, cái này nè, bữa định mua cái ti nè, cái đó bridge á. The bridge. Ủa, có con ox kìa. Where? Con ốc đó, con này, the black one, nó đang ngồi. Oh, I want this. Rồi đi. Cái flower đẹp quá nè. Ồ, có bông mai nè, mình qua coi thử không? Bông mai quá đẹp luôn. À, bông mai. Bông mai quá đẹp. Đó, chuẩn bị cho Tết rồi ha. Hey, look! I like the one in there. Did you see the pink one? This one, you had to ask. This one's in there. Yeah, pink one's straight. I don't need the pot. Một cái bông gì lạ vậy, cháy gì quá trời vậy. Mì để này cho đẹp. Mì nè, mì là cũng red luôn nè. À, bông quá trời bông nè, bông cúc. Rồi cái này là để mình treo ha, mình treo cái cây nè, cây mai đồ ha, cây đào. Năm nay là năm con gì mì biết không? Năm con thỏ. Con rabbit. It's my favorite animal. It's a kitty. Quá trời đẹp. Cái gì con? Mày nói gì? Nè con thỏ nè. Nè nè. Bunny. Năm nay là năm con thỏ, Việt là mình thì năm con mèo. Fish. Nhưng mà người Tàu thì nó có thỏ thôi. Đi đi vòng vòng chút nữa mình vòng lại ha. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đi vàng trái cây. Bán trái cây chuẩn bị cho Tết. Bông, bông đẹp quá. Ồ, cactus đẹp không, màu đẹp quá không. Rồi mày đứng đi nè. Mày đứng đây, quay lại đây mày. Turn around, turn around. Đừng có đụng vô con. Turn around nè. Say nói gì, mày nói gì. Tết sao, Tết 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 sao. Làm sao nữa? Không biết hát à? Nè, bông mà. Quá đẹp luôn á. Cái này hả? Mày thích này hả? Màu gì? Mày thích màu gì? Có ba màu luôn nè. Đỏ, vàng. Nấu màu mày là cái traditional flower, ok? Bông mai nè, ok? Đẹp quá. Nói trời đẹp luôn. Thôi đi. Trời ơi, bên đây còn màu nữa nè. Quá trời màu luôn. Có màu xanh nữa kìa mày. Green luôn kìa.
Oh my god, Brian, look. Bao lâu nay đợi nhau là mấy, anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc. Đẹp quá. Pháo nè, đây, đây coi pháo nè. Ô, băng đẹp quá. Okay, now do you see the bunny there? That's the little bunny. I like all of them. You got it, Emma. She don't want bunny. You see it? Because it's a bunny year. Bunny year. Cũng con mèo rồi, con mèo nó lắc cái đầu nó nữa. No. I mean not the bunny. It's a cat, the white one. Big white toy. And the pig is right there. Đây chợ hoa Tết. Chợ hoa Tết Nguyễn Huệ. Wow, quá đẹp luôn. Nhà nè, mì coi nhà bông màu đủ màu nè. Mì vô mới chụp quen cái cây. Quay lại các thơ nào, don't touch it. You cannot touch it. I can. Kéo lên con. Đẹp quá. Đâu, heart đâu? How you know the art? Quá trời bình luôn nè. Ồ, mai đẹp quá nè. Đẹp luôn. Sống đời nhỏ táo không? Xuống đây hả? Giống cái nhà nhỏ không? Con đang cờ Mỹ đây nha. Đây chuẩn bị Tết cho Tết. Rồi coi đi mày. Mày ơi, mày con mấy con mèo nè mày. Nè, look at nè. Look at cat nè, look at that. Say hi. Hi. Rộng.